hàng bằng súng đồ chơi, cựu ông 73 tuổi nhận kết đắng. Một người đàn ông 73 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ khi mang súng đồ chơi đi cướp ngân hàng và cộm đi số tiền khoảng 14.000 đô la Hồng Kông. Sự việc xảy ra tại một ngân hàng trên đường Nathan, Hồng Kông, Trung Quốc. Trong clip, một người đàn ông đã xông vào quầy của ngân hàng rồi đưa ra một tờ giấy cho giao dịch viên. Tờ giấy viết: "Tôi là kẻ cướp ngân hàng, tôi có súng." Sau đó, người đàn ông này đã giơ khẩu súng về phía giao dịch viên và đưa cho cô một chiếc túi màu đen. Quá hoảng sợ, giao dịch viên đã giao cho tên cướp khoảng 14.000 đô la Hồng Kông. Điều đáng nói là toàn bộ thời gian gây án của tên cướp chỉ kéo dài 30 giây và diễn ra trong im lặng. Thậm chí, đến vị khách ở quầy bên cạnh cũng không hề hay biết gì. Sau khi lấy được tiền, tên cướp đã chạy trốn khỏi ngân hàng và lên một chiếc xe buýt để tới Maosan. Chỉ trong 7 tiếng sau khi xảy ra sự việc, thủ phạm đã bị bắt giữ tại nhà của hắn. Người này được xác định là một cụ ông 73 tuổi, mang quốc tịch Singapore. Tang vật của vụ án gồm có khẩu súng lục đồ chơi cùng nhiều tiền mặt đã được tìm thấy. Cảnh sát Hồng Kông cho biết không có ai bị thương trong vụ việc. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nghi phạm dường như đã sống quá hạn visa ở Hồng Kông trong hơn 10 năm và cũng có liên quan đến một vụ cướp hiệu thuốc hồi tháng 7 năm 2020. Nghi phạm bị nhà chức trách cáo buộc tội cướp tài sản và lưu trú quá hạn.